Thưa quý vị, đúng như dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay ngày 8 tháng 1, đợt không khí lạnh nhất từ đầu mùa bắt đầu ảnh hưởng mạnh tới các tỉnh miền Bắc. Tại nhiều tỉnh thành, nền nhiệt đã hạ xuống rõ rệt. Sáng sớm nay mùng 8 tháng 1, không khí lạnh mạnh đã bao trùm toàn bộ khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ ngày mai mùng 9 tháng 1, khối không khí lạnh này tiếp tục khuếch tán về phía Nam. Dự báo các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ sẽ chuyển lạnh vào đêm mùng 9 tháng 1 và sáng sớm mùng 10 tháng 1. Riêng tại đỉnh núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn, theo thông tin từ trạm khí tượng Mẫu Sơn, băng giá bắt đầu xuất hiện ở đây từ rạng sáng nay. Nhiệt độ dưới 0 độ C, duy trì ở mức âm 1,6 độ, cộng với độ ẩm trong không khí cao đã gây nên hiện tượng này. Trong tháng 1, không khí lạnh hoạt động mạnh nên xuất hiện nhiều ngày rét kéo dài. Tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khoảng 3 đến 4 đợt rét đậm, rét hại. Miền Nam cũng sẽ chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh này. Thưa quý vị, nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0 độ trong ngày hôm nay đã khiến đỉnh núi Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn xuất hiện băng giá. Sau 3 năm kể từ năm 2018, tại đây mới tiếp tục ghi nhận hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Vì thế, nhiều du khách tại các địa phương trên cả nước đã đổ về đỉnh núi Mẫu Sơn để được ngắm nhìn hiện tượng thiên nhiên này. Ngay khi có thông tin đỉnh núi Mẫu Sơn xuất hiện băng giá, từ sáng sớm nay, nhiều đoàn du khách trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn đã đổ về khu du lịch Mẫu Sơn để thỏa lòng mong đợi được tận mắt chứng kiến hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp này. Các cành cây thảm cỏ được bọc bởi một lớp băng trong suốt như pha lê, những ngôi biệt thự cổ phủ một lớp sương mù khiến khung cảnh Mẫu Sơn càng trở nên kỳ vĩ. Lần này là lần thứ hai mà tôi đến đây, cảnh đẹp rất là tuyệt vời. Mặc dù đôi bàn tay trở nên tê cứng vì giá lạnh, nhưng nhiều du khách vẫn không quên ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội những khoảnh khắc ấn tượng này. Đối với những du khách sống ở miền Nam quanh năm nắng ấm, thì đến Mẫu Sơn trong dịp này lại càng trở thành một trải nghiệm đặc biệt. Tôi chưa bao giờ là nghĩ là ở Mẫu Sơn, ở Việt Nam có thể được chiêm ngưỡng cái cảnh tuyết đẹp như thế này. Chắc chắn là cái này cũng là một cái điểm đẹp trong đời. Và chúng tôi sẽ chia sẻ và truyền bá đến các bạn bè để có dịp thì các bạn bè cùng lên đây. Tôi thì lần đầu tiên tôi thấy băng tuyết. Thật sự là cái cảm xúc lần đầu tiên mà đến Mẫu Sơn thật là đặc biệt. Đầu giờ chiều, sương mù bắt đầu tan, trời quang mây, du khách đến đây càng tỏ ra thích thú hơn khi được ngắm toàn cảnh Mẫu Sơn trong băng giá. Theo ghi nhận, lượng du khách trong và ngoài tỉnh vẫn tiếp tục đổ về khu du lịch Mẫu Sơn trong chiều và tối nay. Thưa quý vị, đợt rét bắt đầu từ đêm ngày 7 tháng 1 này là đợt rét thứ 3 của mùa đông năm nay. Tuy nhiên, so với hai lần trước đó, đợt rét này do ban ngày trời không có nắng, khiến cho cảm giác rét buốt trở nên rõ rệt hơn rất là nhiều. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Và trong tháng 1 này, chúng ta còn đón thêm bao nhiêu đợt không khí lạnh tăng cường nữa? Để giải đáp những thông tin này, chúng tôi đã kết nối điện thoại với các chuyên gia của Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Vâng, xin được nhờ trường quay ạ. Vâng, xin chào ông Trần Quang Năng. Ngày hôm nay thì nhiệt độ xuống rất là thấp rồi. Một số nơi thì đã xuất hiện băng giá, trong khi hai đợt rét trước thì lại không. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy ạ? Thứ nhất là về thời gian kéo dài cái đợt rét. Thì chúng tôi đánh giá thì nó sẽ kéo dài từ khoảng đêm mùng 7 cho đến khoảng ngày 12 tháng 1. Đấy là cái thời gian. Và trong cái khoảng thời gian này thì nó sẽ chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn rét, ẩm, mưa, và giai đoạn thứ hai là rét khô. Thế thì như trong cái đợt vừa rồi chúng ta thấy là mặc dù rất rét ban đêm, chúng tôi dự báo là xuống 6 cho đến 9 độ, thì thực tế Hà Nội là xuống đến 5,5 ở Ba Vì và đến 7,4 ở Hà Đông đấy ạ. Thì là rất thấp nhưng ban ngày lại nắng nên là nhiệt độ cao, và chúng tôi cũng đã cảnh báo cái đợt vừa rồi là rét khô nên người dân nhiều khi cảm giác là dự báo sai, nhưng thực ra là cái ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp. Thì cái đợt này là cái đặc biệt khác nhất so với cái đợt trước, đó là rét ẩm. Là rét ẩm thì là nhiệt độ ngày đêm thì gần như sát nhau, và do đó thì cảm giác rét thì sẽ rét hơn rất nhiều. Và cái thời gian mà tập trung rét ẩm bên này là từ ngày đêm mùng 7 cho đến khoảng ngày mùng 10, và sau đó là đến từ ngày 11 đến 12 thì lại được tăng cường thêm và sẽ chuyển sang trạng thái rét khô. Và rét khô như vừa rồi thì lại giống như cái đợt Tết Dương lịch vừa rồi ạ. Đêm rất rét và ngày trời nắng, đấy là cái thông tin. Thế còn về cái đợt kỷ lục năm 2016 thì chắc chắn là không thể so sánh được. Với năm 2016 là xuất hiện tuyết ở nhiều nơi và nhiệt độ xuống cả ngày và đêm chỉ loanh quanh 7 đến 8 độ, rất là thấp. Đấy là cái mức kỷ lục chưa thể phá vỡ được. Thế còn đây là lần đầu tiên trong mùa đông năm nay là chúng tôi
có cảnh báo là mưa tuyết ở vùng núi. Thì trong tất cả các đợt trước thì chúng ta chỉ mới nghe đến băng giá và sương muối thôi. Thế thì cái đợt này thì chúng tôi cảnh báo trong cái giai đoạn đầu của cái đợt rét này ấy, là rét ẩm ấy, từ mùng 7 đến mùng 10 đấy, thì chúng tôi có cảnh báo là có khả năng xảy ra mưa tuyết ở vùng núi cao thuộc hai tỉnh là Lào Cai và Lai Châu, đương nhiên là các vùng núi mà có độ cao khoảng từ 1.500 hoặc là 2.000 trở lên thì có khả năng. Và trong cái đợt thứ hai là từ 11 đến 12 thì lại chuyển sang rét khô, thì là ở các vùng núi cao tiếp tục có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Đấy là hai cái thông tin như vậy. Thì tóm lại là đây là một cái đợt rét đậm rét hại mà chúng ta sẽ thấy là cái cảm giác rét sẽ rõ rệt hơn rất nhiều so với lại cái đợt trước. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Trần Quang Năng. Và chúng tôi thì cũng muốn xin ý kiến của ông Hoàng Phúc Lâm ạ. Ông có thể cho biết là trong tháng 1 dự báo nước ta còn chịu bao nhiêu đợt rét đậm rét hại nữa? Từ giờ cho đến hết tháng 1 thì chúng tôi dự báo sẽ còn nhiều cái đợt rét đậm rét hại, có nhiều không khí lạnh tăng cường khiến cho nhiệt độ luôn luôn duy trì ở cái nền nhiệt độ thấp. Mà nếu mà xét về trung bình tháng thì chúng tôi cũng dự báo cái tháng 1 này sẽ có nhiệt độ trung bình là thấp hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 cho đến 1 độ. Và cũng chính vì thế cho nên là hoạt động của không khí lạnh là cũng sẽ mạnh hơn. Đấy, và lần này thì như đồng chí Năng vừa thông tin thì có hai đợt liên tiếp, một đợt là vào ngày mùng 7, sau đấy đến mùng 10 là tiếp tục bổ sung. Thì cái bổ sung ngày mùng 10 ấy, nó sẽ khiến cho là toàn bộ Bắc Bộ mình sẽ nằm trong khối không khí lạnh và khô hơn. Đấy, cho nên từ mùng 10 lại chuyển sang cái rét khô. Tức là nhiệt độ ban đêm thì vẫn rất thấp, dưới 10 độ, nhưng ban ngày nó lại hửng nắng lên 17, 18, thậm chí là 19, 20 độ. Và riêng với cái băng giá ấy, thì lần này thì chúng tôi cảnh báo cái đợt sau ấy, cái đợt mà khi mùng 10 tăng cường thêm ấy, thì cái băng giá lại khả năng xảy ra cao hơn. Bởi vì lúc đấy là nhiệt độ tối thấp nó sẽ còn xuống nữa. Đấy, và lúc đấy thì nó khô cho nên là chủ yếu là băng giá, chứ còn cái mưa tuyết thì có thể là chủ yếu là trong giai đoạn đầu là từ mùng 7 cho đến khoảng mùng 9. Thưa quý vị, vụ đông xuân luôn được đánh giá là vụ ăn chắc. Tuy nhiên những diễn biến phức tạp của rét đậm rét hại kéo dài đang gây ra những tác động lớn đến các hoạt động nông nghiệp. Xác định mùa đông năm 2020 sẽ có nhiều đợt lạnh sâu kéo dài hơn năm 2019. Ngay từ đầu mùa đông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các địa phương lên phương án chống rét cho cây trồng vật nuôi. Từ ngày 5 tháng 1 năm 2021, bà con nông dân ở nhiều địa phương đã đồng loạt xuống giống gieo mạ. Với thời tiết rét đậm như hiện nay, bà con buộc phải phủ ni lông để cứu mạ. Làm ruộng phải lo cây mạ này trước tiên nhá. Vụ xuân là vụ sản xuất quan trọng, chiếm khoảng 65% sản lượng lương thực của cả năm. Trong khi đó, với thời tiết dưới 10 độ C như hiện nay, nhiều khu vực thậm chí xuất hiện băng giá. Tỷ lệ mạ chết là không thể tránh khỏi. Theo nhiều chuyên gia, nếu chỉ phủ ni lông là không đủ, cần phải áp dụng biện pháp tổng hợp để bảo vệ mạ trước thời tiết khắc nghiệt. Hôm nay mới là mùng 8 thì có thể gieo mạ, phần lớn là bà con mới gieo được dưới một tuần. Cây mạ hiện nay nó mới là cái giai đoạn ngồi thôi, cần phải bón cho bếp, bón lân, nó sẽ làm tăng cái khả năng chịu rét cho cây rất là lớn. Thứ hai nữa, có thể là chúng ta sẽ đưa nước vào, chứ dược mạ không nên để khô. Vì đưa nước vào cũng là một cái biện pháp mà làm cho cái nhiệt độ ở cái tiểu vùng ấy nó sẽ đỡ lạnh hơn rất nhiều. Các biện pháp tổng hợp cũng là giải pháp hiệu quả mà ngành chăn nuôi đang áp dụng để bảo vệ tổng đàn vật nuôi trong giai đoạn rét đậm, rét hại. Ngoài việc tuyên truyền cho người dân những biện pháp chống rét hiệu quả, cũng cần phải có giải pháp để công tác dự báo hoạt động hiệu quả hơn nữa. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường phối hợp với bên hai cái cơ quan rất là quan trọng cùng phối hợp với bên nông nghiệp. Một ấy là bên dự báo về thời tiết khí hậu. Hai là chúng ta phải phối hợp với cơ quan truyền thông để chúng ta cập nhật thường xuyên về diễn biến thời tiết khí hậu, đặc biệt những cái đợt rét đậm, rét hại, rét kéo dài thì chúng ta phải có cái dự báo, dự tính sớm. Hiện nay các tỉnh thành đều thành lập các tổ công tác, đoàn kiểm tra xuống tận cơ sở, hướng dẫn người dân các biện pháp chống rét hiệu quả. Nhiều địa phương đã quán triệt tinh thần, không thực hiện hỗ trợ thiệt hại đối với những hộ gia đình không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống rét ngay từ đầu mùa đông.